Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, pháp lệnh người có công đã góp phần quan trọng vào việc giải quyết tốt chế độ chính sách cho những gia đình, thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. Việc giải quyết kịp thời các hồ sơ đề nghị công nhận thương binh liệt sĩ và người có công góp phần quan trọng trong việc ghi nhận sự đóng góp của các cá nhân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Riêng đối với việc giải quyết hồ sơ xác nhận thương binh liệt sĩ đã được xác lập mà văn bản hết hiệu lực, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành quyết định 408. Để thực hiện quyết định này, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành kế hoạch 3812. Hiện nay, cả cấp các ngành và các địa phương đã có nhiều giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện tốt kế hoạch này. Đây là nội dung chính mà chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cho đến nay, ông Thái Đình Mông ở thôn Long Quang, xã Triều Trạch, huyện Triệu Phong đã bốn đợt làm lại hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ cho em trai mình là ông Thái Long đã mất trong kháng chiến chống Mỹ năm 1968. Theo hồ sơ đề nghị, ông Thái Long được giao nhiệm vụ chế tạo mìn để đền thịt và đã vĩnh viễn ra đi tại địa điểm thôn Lệ Xuyên, xã Triều Trạch, huyện Triệu Phong. Chiến tranh đã qua đi hơn 40 năm, nhưng đến nay còn không ít hồ sơ người dân đề nghị công nhận liệt sĩ như gia đình ông Thái Đình Mông. Việc sớm giải quyết các hồ sơ tồn đọng đề nghị công nhận liệt sĩ là việc cần làm nhằm thực hiện tốt pháp lệnh người có công nói chung và thực hiện quyết định 408 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội về giải quyết hồ sơ xác nhận thương binh liệt sĩ nói riêng. Thì là được cái là nghị định của Bộ là về nghị định là 408, cho nên gia đình làm lại hồ sơ và cũng là vừa rồi làm thì cũng là cái khó khăn á, thì trước đây là rất phức tạp gửi lên gửi về, cho nên là không biết lý do gì mà về cái thuận lợi hiện nay á là những người là coi là đang là cùng chiến đấu cùng anh đôi cũng đang còn và đã xác nhận lại hồ sơ toàn bộ và được các thôn rồi là nhân dân ở thôn cũng là đồng tình đề nghị là cấp trên là truy tôn liệt sĩ. Xã Triều Trạch, huyện Triệu Phong là một trong những địa phương thực hiện khá tốt về giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị công nhận thương binh liệt sĩ và người có công. Để thực hiện giải quyết chế độ chính sách, địa phương đã tổ chức họp nhân dân tại thôn, xóm, tổ dân phố để lấy ý kiến nhân dân đối với từng hồ sơ, lập biên bản họp kèm theo danh sách các hồ sơ được nhân dân đồng thuận, không có khiếu nại tố cáo. Đồng thời niêm yết công khai danh sách tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã và thôn, xóm, tổ dân phố. Địa phương cũng thông báo trên phương tiện phát thanh của địa phương trong thời gian tối thiểu 15 ngày để lấy ý kiến nhân dân và cán bộ đảng viên, lập biên bản niêm yết công khai kèm theo danh sách. Hiện nay có cái quyết định 408 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội thì xã đã triển khai thực hiện cái việc là xét hai cái hồ sơ tồn đọng đó, thì đã đưa ra hội đồng, thì hội đồng cũng đã hoàn toàn là nhất trí đề nghị truy tôn và lấy ý kiến khu dân cư của ba khu dân cư, một là hai khu dân cư là hai liệt sĩ là sinh sống, một khu dân cư là liệt sĩ là hy sinh, thì ba khu dân cư đều hoàn toàn nhất trí. Thực hiện quyết định 408 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về giải quyết hồ sơ xác nhận thương binh liệt sĩ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch 3812. Mục đích của kế hoạch là căn cứ các quy định của pháp luật về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng để xem xét hồ sơ tồn đọng xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Đẩy mạnh việc thực hiện pháp luật trong công tác xác nhận và giải quyết chính sách với người có công với cách mạng, đảm bảo người có công với cách mạng hưởng đúng, đầy đủ chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật. Để thực hiện tốt kế hoạch này, các địa phương trên địa bàn tỉnh cùng các ngành chức năng đã có những giải pháp cụ thể. Thực hiện quyết định 408 của
của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, chúng tôi đã tập trung chỉ đạo. Thứ nhất là chúng tôi đã thành lập ban chỉ đạo cấp huyện, chú trọng công tác thông tin tuyên truyền đến với người dân trên địa bàn của huyện. Sau khi rà soát các hồ sơ thì chúng tôi nhận thấy là huyện Triệu Phong còn 6 hồ sơ liệt sĩ. Sau một quá trình chỉ đạo các địa phương thực hiện một cách công khai, minh bạch, chúng tôi đã tổ chức họp các hội đồng của cấp xã và mời các nhân chứng, các lão thân cách mạng, những người cao tuổi để là họp nhận xét, bình xét và cho ý kiến. Sau đó là công khai, niêm yết công khai tại xã, phường, thị trấn. Sau quá trình làm tại xã, chúng tôi đã đưa hồ sơ lên họp ban chỉ đạo người có công của huyện. Và đến thời điểm này thì 6 hồ sơ liệt sĩ tồn đọng theo cái quyết định 408 chúng tôi đã hoàn thành và gửi lên Sở Lao động Thương binh Xã hội. Hiện nay chúng tôi đang chờ ý kiến của Sở Lao động Thương binh Xã hội để thực hiện các cái bước tiếp theo. Xác định cái thực hiện chính sách người có công cách mạng là một việc làm lâu dài và đúng là thực hiện tốt cái phương châm đạo lý của dân tộc. Chúng tôi xác định là đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng. Trong thời gian tiếp theo chúng tôi sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo để thực hiện tốt cái chính sách người có công trên địa bàn của huyện. Một thực tế đang diễn ra là hiện nay việc công nhận thương binh liệt sĩ, người có công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị còn gặp không ít khó khăn. Nhiều hồ sơ trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, sự việc xảy ra đã lâu, những người biết sự việc phần lớn không còn hay còn sống thì không còn minh mẫn để nhớ được sự kiện, do đó khó khăn cho công tác xác minh. Bên cạnh đó, giấy tờ gốc thất lạc, hồ sơ không đảm bảo tính pháp lý cao như rét nát hay không rõ chữ, vân vân, hay một số loại thủ tục cần bổ sung thì nhân dân không có điều kiện để cung cấp. Chính vì vậy đã gây ra nhiều trở ngại trong việc sớm giải quyết hồ sơ tồn đọng thương binh liệt sĩ. Số cái giải pháp sắp đến ấy, để giải quyết những cái khó khăn vướng mắc mà theo cái chúng ta có 115 hồ sơ nhưng hiện nay mới được đến đấy thì cũng rất cần là cái sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương trong cái việc tổ chức xác minh và tìm ra cái tài liệu giúp cho người dân, giúp cho đối tượng tìm ra cái tài liệu để chứng minh cái người xác nhận có cùng thời gian tham gia công tác với cái người hy sinh. Và cái tiếp theo nữa thì chúng ta cũng cần phải có cái xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Lao động Xã hội trong trường hợp hồ sơ không còn hồ sơ gốc thì cũng cần phải được xem xét giải quyết. Thì đây là đề nghị của tỉnh, thì tôi cho rằng hai cái điều căn bản nhất để mà giải quyết cái tiếp theo của cái hồ sơ tự động, để tin rằng sau đợt giải quyết lần này thì chúng ta sẽ giải quyết hết những cái hồ sơ còn tồn đọng trên địa bàn tỉnh. Và một cái điều thứ hai nữa là những hồ sơ không đủ tiêu chuẩn thì chúng tôi sẽ thông báo bằng văn bản trả lời là không đủ điều kiện và nêu rõ vì sao không đủ điều kiện để cho thân nhân cũng như đối tượng biết rõ vì sao họ không được giải quyết chính sách, để sau này nó không có cái việc viết đơn, viết từ khiếu nại, khiếu kiện. Nó không đúng với lại theo cái bản chất của cái việc giải quyết chính sách tồn đọng. Chính sách người có công là một trong những chính sách quan trọng nhất của Đảng và Nhà nước. Ngành Lao động Thương binh và Xã hội phấn đấu đến năm 2020 sẽ giải quyết cơ bản số hồ sơ đề nghị xác nhận người có công với cách mạng còn tồn đọng, thực hiện được mục tiêu 100% gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Việc giải quyết tốt những tồn đọng về hồ sơ đề nghị công nhận thương binh liệt sĩ và người có công chính là hành động thiết thực nhất, ý nghĩa nhất của thế hệ đi sau đối với sự hy sinh to lớn của anh hùng liệt sĩ, các thương binh đã cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chuyên mục Pháp luật và đời sống kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể xem lại chuyên mục này trên trang web quangtritv.vn. We'll be right back.